Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách reset chi tiết dòng Epson L4150. Dòng này Epson L4150 nó có scan copy và wifi luôn nha. Nút wifi này, copy trắng đen, copy màu, stop nè. Nút mọi người, hôm nay sẽ hướng dẫn cho mọi người cách reset nha. Ta mở máy lên. Khi mà nó báo tràn mùa đến nha, cái đèn đỏ này nó chớp lên xuống nha, chớp lên xuống nha, là hai đèn đỏ này nè. Cái đèn đỏ này nó chớp lên xuống nha, là nó báo tràn mùa đến nha. Không thì sẽ hướng dẫn rồi chỉ cho mọi người cách chúng ta reset mùa đến nha nha. Máy này nó có hiệu đóng hệ thống một tiêu cực luôn. Ba bơm thì chúng ta mở nước này ra, ba bơm đúng màu rồi, đó là bơm, rất là bơm. Rồi để reset cái dòng máy này sẽ hướng dẫn cho mọi người nha. Reset bộ đếm cho nó, để reset cho nó thì chúng ta lên Google nha. Tại vì máy dòng máy mới của hãng Epson thì nó cũng có cái phần mềm có reset riêng cho nó nha. Cho nên chúng ta bấm chữ quick reset nha. Rồi là quýt cháu ghe là của Việt Nam nha, nó làm giống như gan của chính hãng nước ngoài nha, nhưng mà chúng ta lưu ý chúng ta vào cái gan của nước ngoài nha, chúng ta nó đảm bảo và nó chắc chắn cho dòng máy mới của hãng Epson nha. Đây, cái này quýt support download nha, ta bấm vô rồi. Máy chúng ta sử dụng thì điều hành Windows, chúng ta đâu có bản này thôi, còn máy OS hay là Linux thì chúng ta đâu mấy bản theo hướng dẫn của người ta nha. Rồi chúng ta bấm download thôi, rồi chúng ta đợi xíu nó tải thì nó tải thì chúng ta mở lên nha.
Thì đối với mấy cái dòng này thì cây reset chỉ có 100.000 thôi, rất là rẻ, dùng rất là đảm bảo. Còn phần mềm thì 200.000 thôi. Người muốn mua thì liên hệ số điện thoại của công ty mình đó, tôi có bỏ bên dưới liên hệ người ta cung cấp cho nha. Còn máy mà có vấn đề gì hay là vào không được hay kiểm tra không được thì comment phía dưới mình hướng dẫn cho mọi người nha. Rồi chúng ta bấm nét, rồi chúng ta tạo một cái icon rồi laptop, chúng ta bấm nét, rồi chúng ta bấm enter thôi. Rồi khi cài xong rồi chúng ta mở lên nha. Đây là cái quick reset này phải không? Chúng ta mở lên. Sao nó coi vậy? Con nào không nữa? Rồi khi chúng ta mở lên nó sẽ báo như này. Epson L4150 nè, 4156 nè, 4158 nè. Đây nó chung series hết nha. Cái men này nó chung cho máy dòng này. Sau chúng ta muốn kiểm tra có bộ đếm của nó thì chúng ta bấm vô Reader Counter nha. Ta kiểm tra nè. Bộ đếm của nó là 74.94% rồi. Đó, chúng ta có thể kiểm tra bằng cái này nha. Rồi đến này báo sắp đèn bộ đếm nha. Chúng ta muốn reset thì chúng ta nó lên 80-90% là nó mới càng bộ đếm nha. Rồi nếu càng bộ đếm thì chúng ta bấm vô reset waiter, reset waiter counter này nè. Sau nếu chúng ta mua khay thì cây thì có 16 cái tự này, chúng ta chỉ cần nhập vô là được nha. Đối với dòng máy mới mà nên chúng ta chạy nó phần mềm chính hãng cho nó đảm bảo men mình nha. Nếu chúng ta chạy nó rất là nhiều tình bại thì nó sẽ bị hỏng men, khi đó tốn rất nhiều chi phí nha. Đối với dòng máy mới này nó không có phần mềm reset miễn phí đâu nha. Mọi người chạy cái này thì mọi người cho nó đảm bảo và an toàn cho cái máy của mình thôi. Cây thì chỉ có 100.000 thôi. Người nhập vô rồi bấm ok cái là xong. Chứ chạy mấy cái phần mềm tầm bậy là nó hỏng men của mình. Thứ nhất là kiếm không ra, thứ hai là giá rất là cao và sử dụng rất là khó, nên chúng ta cứ vậy chúng ta mở lên chúng ta chạy thôi. Khi nào nó báo thì chúng ta kiểm tra xong thì chúng ta nhập cho, chúng ta bấm ok đó là xong, rất là đơn giản nha mọi người. Máy Epson L4150 này khi nó báo thì hai cái nhỏ nó hơi chết thôi, nó chưa có chúng ta được. Rồi, mọi người có vấn đề gì không hiểu thì comment phía dưới mình hướng dẫn ra nha. Còn muốn mua khay hay mua phần mềm thì có liên hệ số điện thoại bên dưới, mình có bỏ dưới cái phần mô tả của video á, liên hệ đó người ta sẽ cung cấp và hướng dẫn cho mọi người nha. Rồi chào mọi người.